Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với Khoảng Trời của bé. Và ngày hôm nay, Khoảng Trời của bé sẽ tiếp tục giới thiệu bộ sản phẩm Con Quay Ma Thuật. Và như đợt trước đã hứa với các bạn là tuần này Khoảng Trời của bé sẽ tiếp tục cuộc thi đấu giữa hai con quay. Đó chính là con quay Ngư Ma Vương, và đối thủ của con quay Ngư Ma Vương đó chính là Hỏa Long Vương. Và ngay bây giờ Khoảng Trời của bé sẽ cho hai con quay này thi đấu giành chức vô địch nha các bạn nha. Và để có sự công bằng thì Khoảng Trời của bé sẽ ra một luật lệ, đó chính là con quay là quay trước thì sẽ được kéo 2 lần, và con quay là quay sau thì được kéo hẳn 3 lần lên các bạn ạ. Và ngay bây giờ Khoảng Trời của bé sẽ cho con quay ma thuật Ngư Ma Vương quay trước nha các bạn nhá. Điều này khiến cậu khó có bạn thân. Mặc dù muốn kết bạn nhưng không biết phải làm cách nào. Con quay của cậu là Hỏa Long Vương. Nó có khả năng chiến đấu mạnh mẽ và phun lửa tứ phía. Khi cần tấn công, quả cầu lửa khổng lồ sẽ xuất hiện trước ngực, sau đó sẽ được ném về phía đối phương để tấn công. Genkai 9 tuổi, ít nói, có vẻ ngoài lạnh lùng nhưng có một trái tim ấm áp. Cậu ấy có kỹ năng chơi quay rất mạnh và luôn quan tâm giúp đỡ người khác mà không cần được trả ơn. Con quay của cậu là Băng Long Vương. Hai lá cờ trên vai của Băng Long Vương có thể biến thành hai tảng băng, phun ra những tia nước sau khi thổi sâu, làm đối phương bị đóng băng khi chạm mục tiêu. Calon 6 tuổi là cậu bé nhỏ tuổi nhất, nói chậm, dễ thương nhưng gây bất ngờ bằng khả năng chơi quay rất tốt, ngây ngô hay phớt lờ người khác khi tức giận nhưng cũng rất hay quên và dễ hòa. Con quay của cậu là Vũ Hỏa Phượng, nó có khả năng chiến đấu rất mạnh bằng cách phun lửa tấn công đối thủ. Julian 11 tuổi, thích khoe khoang nhưng yêu thích sự công bằng. Khi vui, cậu ấy thường hay ca hát, nhảy múa. Cậu ấy chơi quay rất giỏi, nhưng trước khi thi đấu thì lại hay có những hành động khó hiểu. Con quay của cậu là Lam Thiên Sư. Nó có khả năng tấn công nhanh, cơ thể phát ra ánh sáng vàng, sau đó tấn công đối phương. Helen 7 tuổi, rất năng động, thích ca hát và nhảy múa, chơi quay tốt, thích chủ động tấn công đối phương. Con quay của cô ấy là Độc Giác Mã. Khi chiến đấu, các mũi tên trên đầu Giác Mã có thể phát ra ánh sáng, thu hút sức mạnh và bắn ra những mũi tên khổng lồ về phía đối phương. Vũ Hỏa Phượng của chúng ta, con quay ma thuật này có cam các bạn ạ, rất là độc đáo đúng không các bạn? Và bên trong hộp của chúng ta thì có thêm đó chính là tay cầm màu đỏ, giống như con quay ma thuật Hỏa Long Vương. Và tiếp sau đây Khoảng Trời của bé sẽ quay thử cho các bạn xem nhé. Vâng, và con quay ma thuật này thì cũng giống như con quay ma thuật khác, thì để có thể phát sáng khi chạm vào nhau. Và để kiểm chứng được điều này thì Khoảng Trời của bé sẽ lấy một con quay ma thuật khác ra để cho các bạn xem nhé. Và Khoảng Trời của bé sẽ lấy con quay ma thuật sản phẩm, con quay ma thuật Hắc Ma Tướng. Đây chính là bộ sản phẩm con quay ma thuật Hắc Ma Tướng của chúng ta. Và Khoảng Trời của bé sẽ mở hộp để các bạn chiêm ngưỡng được con quay ma thuật này nha. Đây chính là tay cầm của con quay ma thuật Hắc Ma Tướng nhìn rất là giống với con quay ma thuật Ngư Ma Vương đúng các bạn. Và tiếp theo đó chính là con quay ma thuật Hắc Ma Tướng. Đây chính là con quay ma thuật Hắc Ma Tướng, rất đẹp đúng không các bạn. Và ngay sau đây khoảng trời của bé sẽ cho hai con quay này thi đấu với nhau nha các bạn. Gale 9 tuổi, thông minh, nghịch ngợm, do hay phải chuyển trường, điều này khiến cậu khó có bạn thân. Mặc dù muốn kết bạn nhưng không biết phải làm cách nào. Con quay của cậu là Hỏa Long Vương. Nó có khả năng chiến đấu mạnh mẽ và phun lửa tứ phía. Khi cần tấn công, quả cầu lửa khổng lồ sẽ xuất hiện trước ngực, sau đó sẽ được ném về phía đối phương để tấn công. Genkai 9 tuổi, ít nói, có vẻ ngoài lạnh lùng nhưng có một trái tim ấm áp. Cậu ấy có kỹ năng chơi quay rất mạnh và luôn quan tâm giúp đỡ người khác mà không cần được trả ơn. Con quay của cậu là Băng Long Vương. Hai lá cờ trên vai của Băng Long Vương có thể biến thành hai tảng băng, phun ra những tia nước sau khi thổi sâu, làm đối phương bị đóng băng khi chạm mục tiêu. Calon 6 tuổi là cậu bé nhỏ tuổi nhất, nói chậm, dễ thương nhưng gây bất ngờ bằng khả năng chơi quay rất tốt, ngây ngô hay phớt lờ người khác khi tức giận nhưng cũng rất hay quên và dễ hòa. Con quay của cậu là Vũ Hỏa Phượng, nó có khả năng chiến đấu rất mạnh bằng cách phun lửa tấn công đối thủ. Julian 11 tuổi, thích khoe khoang nhưng yêu thích sự công bằng. Khi vui, cậu ấy thường hay ca hát, nhảy múa. Cậu ấy chơi quay rất giỏi nhưng trước khi thi đấu thì lại hay có những hành động khó hiểu. Con quay của cậu là Lam Thiên Sư, nó có khả năng tấn công nhanh, đôi người phát ra ánh sáng vàng, sau đó tấn công đối phương. Helen 7 tuổi, rất năng động, thích ca hát và nhảy múa, chơi quay tốt, cũng chủ động tấn công đối phương. Con quay của cô ấy là Độc Giác Mã. Khi chiến đấu, các mũi tên trên đầu giác mã có thể phát ra ánh sáng, thu hút sức mạnh và bắn ra những mũi tên khổng lồ về phía đối phương. Gale 9 tuổi, thông minh, nghịch ngợm, do hay phải chuyển trường, điều này khiến cậu khó có bạn thân. Mặc dù muốn kết bạn nhưng không biết phải làm cách nào. Con quay của cậu là Hỏa Long Vương, nó có khả năng chiến đấu mạnh mẽ và phun lửa tứ phía. Khi cần tấn công, quả cầu lửa khổng lồ sẽ xuất hiện trước ngực, sau đó sẽ được ném về phía đối phương để tấn công. Genkai 9 tuổi, ít nói, có vẻ ngoài lạnh lùng nhưng có một trái tim ấm áp. Cậu ấy có kỹ năng chơi quay rất mạnh và luôn quan tâm giúp đỡ người khác mà không cần được trả ơn. Con quay của cậu là Băng Long Vương. Hai lá cờ trên vai của Băng Long Vương có thể biến thành hai tảng băng, phun ra những tia nước sau khi thổi sâu, làm đối phương bị đóng băng khi chạm mục tiêu. Calon 6 tuổi là cậu bé nhỏ tuổi nhất, nói chậm, dễ thương nhưng gây bất ngờ bằng khả năng chơi quay rất tốt, ngây ngô hay phớt lờ người khác khi tức giận, nhưng cũng rất hay quên và dễ hòa. Con quay của cậu là Vũ Hỏa Phượng, nó có khả năng chiến đấu rất mạnh bằng cách phun lửa tấn công đối thủ. Julian 11 tuổi, thích khoe khoang nhưng yêu thích sự công bằng. Khi vui, cậu ấy thường hay ca hát, nhảy múa. Cậu ấy chơi quay rất giỏi, nhưng trước khi thi đấu thì lại hay có những hành động khó hiểu. Con quay của cậu là Lam Thiên Sư, nó có khả năng tấn công nhanh, cơ thể phát ra ánh sáng vàng, sau đó tấn công đối phương. Helen 7 tuổi, rất năng động, thích ca hát và nhảy múa, chơi quay tốt, thích chủ động tấn công đối phương. Con quay của cô ấy là Độc Giác Mã. Khi chiến đấu, các mũi tên trên đầu giác mã có thể phát ra ánh sáng, thu hút sức mạnh và bắn ra những mũi tên khổng lồ về phía đối phương. Các bạn đã yêu thích bộ sản phẩm con quay ma thuật này chưa? Nếu bạn nào mà yêu thích thì nhớ comment, số điện thoại ở bên dưới để đặt hàng nha. Còn nếu bạn nào mà yêu thích video của Khoảng Trời Cậu Bé thì nhớ subscribe và like để ủng hộ Khoảng Trời Cậu Bé nha. Cảm ơn, xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.